Bây giờ phần tiếp theo là mình test cái đường center của loa AM7 nha. Rồi. Đây là cái chạm loa mình đã đổi qua nè. Đó. Hồi nãy là cái chạm bên này là cái chạm trên này nó thiết ký hiệu là chạm right là chạm phải ha. Đó, bây giờ mình đấu vào đường ở giữa đây, đường center nè. Đó, mình đấu vào đây ha. Tín hiệu vào center và ra center ha. Center là mình vào loa đây. Đó. Đây nè ha. Đó, là nó bỏ này ha. Đây, nghe tiếng nè. Có điều gì khác khi mình đấu đường center? Nó khác nha. Rồi bây giờ mình nghe rõ là nó đang có, nó có tiếng bass đúng không? Nhưng mà tiếng bass nó chỉ có một vế thôi ha. Đó. Bây giờ cái vế trái là nó có tiếng bass. Rồi mình gạt qua vế trái nè. Ba lăng nè. À không, cái vế này mình cài vô là center rồi. Đó. Cho nên là cái sub nó sẽ không có tiếng bass nè. Nhưng mà cái tiếng center đây là có nè. Đó. Thấy không? Center là nó không còn tiếng bass nha. Đó. Đây là đường center nè. Center nè ha. Đó, đường center nè. Đó. Thấy chưa? Center là chỉ cái chạm trung chuyển cắt tiếng bass và đưa tiếng mid. À, tiếng mid và dãy cao. Không có tiếng bass. Đó. Đó. Nó chỉ có tiếng mid thôi ha, tiếng mid và tiếng chép thôi ha. Phần ở cục sub này là nó không có một cái tiếng gì hết. Đó, nó không có một cái tiếng gì hết ha. Rồi, bây giờ mình chuyển cái ba lăng. Ba lăng mình vẫn để cái kênh đó. Đó, bây giờ mình chuyển ba lăng qua bên này để mình cảm thấy là bên trái nó hoạt động, ở bên phải nó hoạt động bình thường. Và nó có tiếng bass nha. Đó, thấy chưa? Đó. Khi qua đây là cái phần này là phần bên trái của cái chúng mình cảm nhận loa bass là nó có bên trái. Đó, dần đi cái âm ly thì mình lại đấu lộn là bên phải ha. Đó. Và ở cái sub này có tiếng bass này nha. Rồi, để cảm nhận âm thanh rõ ràng thì anh em chịu khó đeo tai nghe vào để kiểm soát được hết cái âm thanh ha. So với thực tế thì mình sẽ nghe được khoảng 8-10 ha. Anh em chịu khó đeo tai nghe vào để cảm nhận được cái âm thanh là có tiếng bass, tiếng chép nó như thế nào. Còn ngoài thực tế thì mình ngồi ở đây mình quay thì tiếng nghe nó phải hay hơn là khi mình thâu âm qua cái điện thoại rồi. Đó, mình thâu âm đây, mình làm clip này thì nó chỉ là thủ tục gọi là để anh em cùng xem thôi, chứ còn mà trải nghiệm thực tế âm thanh hay thì anh em phải ngồi nghe trực tiếp nha. Đó, thì bây giờ là mình test cái đường center rồi, anh em xem rồi đúng không? Đặc biệt là các đồng chí ở thành phố Vĩnh Yên á, xem rồi thì cho anh ý kiến ha, quyết định ra sao thì cũng cho anh một cái ý kiến đó, trả lời trong Zalo cho anh biết ha. Đó, anh quay rồi ha, ở đây là có sub M7 rất là nhiều, có trắng có đen ha. Nó có hai đời xí ngầu ha. Dân giả gọi là xí ngầu nhưng mà trong cái từ gọi là kỹ thuật của loa thì cái tên của nó là array. Cái này cái đời này á nó gọi là red light coupe. Còn cái đời này á nó gọi là array coupe. Đó. Nó khác nhau chỗ nào? Nó khác nhau ở cái phần là thiết kế ha. Cái loa red light này thì nó là to, tiếng thì có vẻ nó sáng hơn. Còn cái đời array này thì nó thon gọn hơn, nhưng mà loa thì nặng hơn. Nhưng mà là cái tiếng giải chép và giải mid của nó thì nó
dày hơn thì thường thường là dày thì nó sẽ đục hơn ha. Thì mỗi người nó có một cái cảm nhận về âm thanh, cái sở thích lỗ tai nó khác nhau. Thì nói chung là cái đây là cái bộ thiết kế nguyên bản là của M7, là nó là cái dòng Redline. Cái dòng Redline này là đúng của M7 nha. Còn anh em nào mà muốn nâng cấp hay là muốn trải nghiệm cái âm thanh khác đi thì chúng ta chỉ cần thay đổi cái phần loa vệ tinh. Là cái phần loa vệ tinh là mình đổi từ cái A Redline này thành cái model Array Cube này. Thì cái phần Array Cube này thì nó sẽ mắc tiền hơn ha, vì nó là đời sau và cái hãng nó cũng từ trước đến giờ nó bán giá nó cao, cho nên là ngoài thị trường tất cả anh em audio cũng đều bán cái giá nó nhỉnh hơn với cái dòng Redline. Cái dòng Redline này thì đặt một cái đặc trưng riêng của nó là tiếng nó sáng, tiếng nó sáng nó nịnh tai hơn, nghe nó bay bổng hơn. Với những anh em nào mà lần đầu trải nghiệm thì nên xài cái Redline, nghe nó sẽ thích hơn. Còn những anh em nào mà trải nghiệm lâu năm rồi thì người ta cần thay đổi cái thính giác đi á, là cái tần số nó bão hòa rồi thì người ta cần thay đổi đi, thì người ta sẽ chuyển qua cái dòng Array Cube này ha. Cái Array Cube này thì tiếng nó, cái tần số của nó khác, vì cái dải bit chép của nó tiếng nó sẽ khác và nghe nó sẽ khác nha. Mỗi người đánh giá âm thanh thì nó sẽ khác nhau, người khen hay, có người thì là chưa hay. Nói chung là mình chỉ làm một cái clip để cho anh em thấy là đây là cái sản phẩm đúng theo bộ của nó và có những cái độ mới, độ zin, nói chung là độ sắc nét về cái sản phẩm để anh em nắm bắt. Rồi có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0907827899, địa chỉ giao dịch tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi anh em đến tại cái trung tâm audio của mình thì anh em chịu khó gọi cho mình một cuộc điện thoại để mình chuẩn bị và đón tiếp chu đáo, để anh em không phải chờ đợi, vì mình cũng còn rất nhiều việc, vì làm rất là nhiều việc ha. Ví dụ như là mình làm về những cái sản phẩm audio, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo. Mình làm về âm thanh thì cái gì mà liên quan tới âm thanh nào là mình đều làm hết, từ setup phòng ốc, thiết kế phòng ốc, nghe nhạc, xem phim, ca hát, nghe nhạc, cà phê lung tung, karaoke. Nói chung là mình làm rất là nhiều việc, cho nên là trước khi đến thì anh em chịu khó alo cho mình để mình chuẩn bị đón tiếp cho chu đáo và anh em cũng không phải mất thời gian chờ đợi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip quá dài, thành thật xin lỗi và cảm ơn anh em nha. Rồi anh em thấy hay thì anh em like và chia sẻ cho mình, cảm ơn anh em. Dòng Boy M7 thì nó có trắng và đen ha. Nó mình trước trước giờ mình thì chưa có thấy series 2. Mình bán nhiều rồi nhưng mà Boy M7 thì mình chưa thấy series 2. Cho nên là anh em là khỏi cần thắc mắc ha. Mình từ trước giờ mình bán rất là nhiều rồi cũng chưa thấy Boy M7 series 2. Riêng Boy M7 thì nó mình bán chỉ có một model này thôi. Rồi, cảm ơn anh em một lần nữa nha. Nhân tiện mình nói chút xíu nữa là đây là cái đầu đĩa JVC, giá rất là thơm ngon nha, chỉ có 580.000 đó, 580.000 không bao ship dưới mọi hình thức đó. Hát thì nãy giờ anh em cũng thấy rồi ha, hát tốt đó. Rồi mình chuyển bài nhẹ nè, mình lên nhạc cái xíu nữa cho anh em cùng nghe nè, qua bài cái nha. Đó, chuyển bài số 4 nè. Chuyển đĩa nè. Đó, cái đầu này là đầu cỏ thôi, mình để test máy thôi. Còn anh em nào muốn ngon bổ rẻ mà chơi giải trí, gọi là không cần phải phức tạp á, không tốn tiền nhiều thì cứ chơi này thôi ha. Đó, chuyển đĩa là hát tốt ha. Mắt mũi rất tốt luôn, bỏ vô là đọc thôi. Đó, giá 580 ngàn nha, quá bèo đúng không anh em? Ngày xưa là cả cây vàng đó đó, thấy chưa? Mình nói trước luôn chứ, như mấy cái đầu Sony cỏ đó, đấy là đặc biệt là Sony cỏ này nè đó, giá cũng cả ngoài cả triệu đó, thấy không? CDB 770 nè đó, giá ngoài cả triệu đó, nhưng mà chưa chắc gì âm thanh nó bằng con này đâu nha. Mình không phải nói để dìm hàng, nhưng mà thực tế là mình trải nghiệm mình thấy là rất là hay,
âm thanh phải nói là ok luôn. Rồi. Rồi, cảm ơn anh em nha. Anh em đã tốn quá nhiều thời gian để coi clip này. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0907827899. Xin cảm ơn anh em.